Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một số thông tin khá là hay, rất nóng liên quan đến câu chuyện của cô nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni. Rất là may mắn khi mà sáng ngày hôm nay Thanh Quyền vẫn còn an toàn để có thể quay trở lại với tất cả các chú anh chị với một số những cái nội dung liên quan đến vụ việc của show Việt Phương Hằng. Bởi vì ngày hôm qua đến bây giờ, buổi tối ngày hôm qua luôn, chị Đinh Lan hâm me rất là nhiều, thậm chí là nói rằng là ngày hôm nay thì phía công an quận Gò Vấp sẽ khởi tố hình sự xử lý đối với Thanh Quyền Vlog cũng như là một số những cái kênh YouTube khác. Thì sáng nay em ngủ dậy cũng khá là may mắn khi vẫn còn có thể quay trở lại để cập nhật tin tức gửi đến cho tất cả các chú anh chị, nhưng mà trong lòng cũng khá là phập phồng. Bởi vì chị Lan hiện tại là một trong những người khá là mạnh mẽ của chú anh chị, tuyên bố là xóa sổ rồi bắt bớ người này bắt bớ người kia, gọi là gửi đơn đến bộ công an, yêu cầu gọi là bắt khẩn cấp vân vân các kiểu luôn. Thì cũng sẽ cùng chờ xem liệu rằng trong ngày hôm nay có tin tức là khởi tố cũng như là xử lý một số YouTuber hay là không. Em cũng sẽ cố gắng chờ đợi cái thông tin này. Trở lại với cái nội dung chính trong cái video ngày hôm nay thì sáng ngày hôm nay đó quý vị, một cái thông tin cũng khá là nóng liên quan đến cô Hàn Ni. Trên báo Bình Phước chuyên mục chính trị có một cái bài viết liên quan đến một tổ chức phóng viên không biên giới RFS nha. Thì với cái bài viết này nhắc đến tên của cô nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, một lần nữa có thể nói rằng là chứng minh những cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Rõ ràng là một số những cái luật sư, một số những cái nhà báo này họ hoạt động hoàn toàn có tổ chức và có ý đồ gọi là chống phá quá rõ rệt. Hiện tại thì Hàn Ni đang bị khởi tố tạm giam và đang mở rộng điều tra vụ án. Thì chúng ta được biết là Hàn Ni vừa là nhà báo vừa là luật sư, và đó cũng là một cái câu hỏi được đặt ra, tại sao một người gọi là hành nghề nhà báo thì lại có cái bằng luật sư nữa. Ngày hôm trước là chúng ta vừa nghe là về phía đoàn luật sư đó cũng đã gọi là tạm đình chỉ tư cách rồi. Nhưng mà thật sự đối với cái nhân vật Hàn Ni này là một cái nhân vật vô cùng nguy hiểm, và ngày hôm nay được đăng tải trên báo Bình Phước Online. Một lần nữa chúng ta có thể thấy là những cái lời phát biểu, những cái thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng trước đây đã đưa liên quan đến cái nhóm nhà báo cũng như là luật sư họ đã cấu kết những cái thành phần tổ chức nước ngoài như thế nào. Cụ thể thì cái nội dung được đăng tải trên báo Bình Phước Online chuyên mục chính trị hãy xem lại mình trước khi phán xét. Vừa qua thì tổ chức phóng viên không biên giới RFS lại một lần nữa điên cuồng ảo tưởng khi tự ý đưa ra bản đánh giá chỉ số tự do báo chí thế giới, ngang nhiên vô lối xếp Việt Nam đứng thứ là 178 trên 180 quốc gia, vì đã truy quét săn lùng các nhà báo, nhà bình luận hoạt động độc lập. Nhìn vào bảng xếp hạng cực kỳ vô duyên của RFS, chúng ta dễ dàng nhận thấy các quốc gia theo chế độ gọi là xã hội chủ nghĩa luôn là mục tiêu xăm soi đào bới của chúng. Khi họ xếp Việt Nam đứng 178, Trung Quốc là 179 và cuối cùng là Triều Tiên thứ 180. RFS cũng chỉ là một tổ chức phi chính phủ tự phong tự xướng, không phải là một tổ chức hợp pháp được Liên Hợp Quốc thành lập, không trực thuộc Liên Hợp Quốc. Tổ chức này là do nhà báo người Pháp thành lập năm 1985. Vậy thì RFS lấy tư cách gì để mà xưng tên dám ngông nghênh phán xét nền báo chí của các quốc gia khác? Có nghĩa là cái tổ chức này là phi chính phủ, họ tự phong, họ tự lập ra, không có được một quốc gia nào công nhận. Rồi họ sau đó họ lên họ phán xét cái nền báo chí của quốc gia này, rồi cái nền báo chí của quốc gia khác, với mục đích xăm soi chống phá, lôi kéo một số những cái thành phần gọi là những cái nhà báo luật sư bẩn của chú anh chị. Xin thưa thì RFS không là gì cả trong thế giới này. Có chăng thì RFS cũng chỉ là một công cụ do các nước tư bản chủ nghĩa thành lập ra để là đã phá nối xấu, hạ bệ các quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa, các quốc gia không chịu tuân theo sự chỉ đạo của chúng mà thôi. Thực chất RFS cũng chỉ là tay sai vật chỉ đầu đánh đó, chuyên xía mũi vào công việc nội bộ của Việt Nam,
theo lệnh của các ông chủ, các nhà tài phiệt tư bản để kiếm miếng cơm, manh áo mà thôi. Mặc dù tự xưng là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, vậy thử hỏi tổ chức này RFS lấy tiền đâu để nuôi đội ngũ nhân viên của mình? Lấy tiền đâu để tiến hành các cuộc khảo sát vô bổ, tốn kém về phần tự do báo chí của cả thế giới? Nếu như tiền đó không phải móc từ hầu bao của các nhà tài phiệt xứ tư bản, bởi theo số liệu do RFS công bố thì 57% ngân sách của RFS đến từ bán đấu giá, bán lịch và bán sách ảnh. 24% có nguồn gốc từ các cơ quan, công ty, quỹ hỗ trợ và giới truyền thông đại chúng. 9% là hỗ trợ từ văn phòng Thủ tướng Pháp, Bộ Ngoại giao Pháp và cộng đồng Pháp ngữ. Có 9% có nguồn gốc từ phí hội viên và tiền quyên góp. Phận làm thuê thì phải năng nổ, ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày là đúng thôi. Đối với Việt Nam thì RFS cũng chỉ là một tổ chức vô lại, chuyên đâm bị thóc, chọc bị gạo và không được thừa nhận. Do đó, cho dù là RFS có bắt lo kêu gạo suốt ngày đêm thì cái bảng xếp hạng đánh giá về cái nền báo chí vớ vẩn kia cũng không được quan tâm. Để ý, khi cần thì Việt Nam sẽ lên tiếng trao đổi trực tiếp với các ông chủ của RFS chứ không phải là tổ chức đánh thuê như là các nhân vật ở bên trong RFS này. Và đặc biệt đó, trong cái tổ chức này thì họ lên tiếng binh vực một số những cái gọi là cái nhà báo nằm trong tổ chức của họ. Trong đó ở Việt Nam chúng ta thì có những cái tên những cái tên là khá là quen thuộc. Cụ thể thì sao đây? Xin thưa, ở Việt Nam hiện nay có hàng chục nhà báo. Vậy thì các nhà báo nào mà RFS nêu ra ở đây là ai? Đừng có nói rằng đó là những nhà báo trở cờ phản động, âm mưu lật đổ chế độ như là Phạm Chí Dũng nè, Lê Hữu Minh Tuấn, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Thị Hằng Ni. Thì quý vị có thể nghe rằng cái tên của cô Đặng Thị Hằng Ni này đã được liệt kê vào trong danh sách những cái nhân vật nhà báo gọi là có cái thái độ gọi là trở cờ phản động, âm mưu lật đổ chế độ. Rõ ràng trên báo Bình Phước đã nêu rõ cái tên cô Đặng Thị Hằng Ni này. Như vậy đó thì cái nhân vật Đặng Thị Hằng Ni này hiện tại đã bị bắt khởi tố gọi là với cái tội danh gọi là 331 và thậm chí còn điều tra mở rộng. Sau đó thì tới gọi là Trần Văn Sĩ cũng mang danh là luật sư. Vậy thì các nhân vật dây mưa rễ má liên quan đến câu chuyện của cô Hằng Ni hiện tại họ vẫn còn một cái thái độ, đó chính là tung hô cái nhân vật nhà báo Đặng Thị Hằng Ni này. Và trong suốt cái drama của CEO Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta có thể thấy là họ xem Hằng Ni như là gì, một bông hồng thép. Rồi ngày hôm trước và mới đây cái thông tin là Hằng Ni từ trong trại giam vẫn làm đơn tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng. Rồi sau đó là những nhân vật như là Nam Râu, rồi Trần Đình Thu, Đinh Lan, Phan Phong, là những cái nhân vật mà cũng đã từng qua lại với cô nhà báo Đặng Thị Hằng Ni này, bắt đầu lên gọi là tung hô. Họ nói rằng là chị ở Hằng Ni ở trong đó rất là an toàn, rất là thoải mái, rồi giữ vững niềm tin chiến đấu tới cùng, đòi lại những cái sự công bằng, đặc biệt là mục đích của họ, cuối cùng của họ đó chính là đánh phá doanh nghiệp, đánh phá vào công ty cổ phần Đại Nam. Chúng ta từng nghe rằng thứ nhất là hiện tại là cô Diệp Đậu đó, cô đã cũng đã từng chia sẻ rồi là họ có nguyên một cái tổ chức và kể cả hội nhóm, trong đó có như là Phan Phong, Hằng Ni, rồi là cho đến là Văn Sĩ, kể cả cô thủ kho điện lực. Họ có cả một hội nhóm và lên bài giống nhau, những cái nội dung được gọi là chia sẻ luồn lách vào trong hội nhóm đó. Thưa cô chú anh chị, mặc dù là Hằng Ni và cô thủ kho này không có cái gọi là cái qua lại nhiều, không có qua lại nhiều bởi vì họ ganh ghét lẫn nhau chung một cái tổ chức, nhưng mà Hằng Ni thì được coi trọng hơn Thanh Trần, cho nên là Thanh Trần ganh ghét. Thanh Trần chỉ có quan hệ nhiều đối với ông Trần Văn Sĩ, và Trần Văn Sĩ cũng là đồng phạm với cô gọi là Hằng Ni. Họ thường ca tụng lẫn nhau trên các cái nền tảng mạng xã hội. Hằng Ni là một nhà báo, là một luật sư giỏi, có tâm có tầm, rồi một tác giả đã từng gọi là sáng tác ra những cái bài này bài kia, cuốn sách này cuốn sách kia, nhưng trên thực chất đó cái âm mưu của họ là để lôi kéo khán giả, lôi kéo người dân, rồi sau đó truyền bá những cái điều mà nó đi gọi là sai lệch về cái
cái cơ quan chức năng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sai lệch về nền tư pháp, đi ngược lại với cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì cái tên cô Hằng Ni này nó có rõ ràng trên một số những cái tờ báo rồi, đặc biệt là báo Bình Phước Online, trên cái chuyên mục chính trị thì chúng ta có thể hiểu rõ ra rồi. Họ là những con người được đào tạo, được gọi là ăn học bài bản và thậm chí là người hiểu luật. Họ dùng cái gọi là trí tuệ này để mà họ lách luật, họ gọi là họ đâm bị thóc, chọc bị gạo, và cái mục đích họ đánh phá vào trước tiên là Đại Nam, thứ hai đó chính là nhà nước của chúng ta. Bởi vì nếu như ảnh hưởng một số những cái doanh nghiệp lớn, quanh danh dự uy tín của những cái doanh nghiệp thì họ không thể nào phát triển được, thì nó có ảnh hưởng đến gọi là cái tiền thuế mà hàng năm đóng gọi là cho nhà nước hay không, bao nhiêu cái công nhân ở trong cái gọi là cái những cái doanh nghiệp đó phải gọi là thất nghiệp nếu như doanh nghiệp đó không phát triển hoặc là phá sản, thì có phải là một gánh nặng dành cho nhà nước nữa hay không? Cái nền phát triển về mặt kinh tế của nhà nước chúng ta có phải là đang bị ảnh hưởng? Đây là một cái chiến lược đánh có thể nói về cái gọi là cái kinh tế đối với một số các nhân vật tự xưng là nhà báo, luật sư, cấu kết với một số những thành phần tổ chức nước ngoài. Chúng ta đã thường xuyên thấy những cái nhân vật này qua lại với nhau, như là văn sĩ thì thường thường có qua lại với Nam Quang Tiến Dũng nè, sau đó là giới thiệu chị Đinh Lan, chị cũng có qua lại với một số thành phần tổ chức này, kể cả cô thủ kho ngày hôm nay thì cũng có liên quan đến Nam Quang Tiến Dũng. Và cái nhân vật Hằng Ni này là một nhân vật gọi là khá là khôn ngoan nhất, nguy hiểm nhất thưa quý vị, bởi vì là cô ta rất là kín đáo về cái mặt gọi là giao lưu với một số những cái cá nhân ở phía nước ngoài. Còn lại thì quý vị có thể thấy rằng như là Nam Râu và những nhân vật như là Lê Minh thường xuất hiện trên những cái buổi live stream của cái cô Hằng Ni này cũng chỉ là một cái nhân vật gọi là dạng như cái đám chó hùa thôi, cái đám hùa theo, rồi cũng như là bị gọi là Hằng Ni nó dẫn dắt và nó lợi dụng, bởi vì cái tâm và cái tính của họ thứ nhất là không tốt, rồi thứ hai là tham tiền. Nhảy vào câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai đó cô chú anh chị, thì là được sẽ được gọi là những cái thành phần tổ chức nước ngoài họ bơm tiền về, cái điều đó là lẽ đương nhiên. Và những cái bài viết và những cái video clip mỗi lần như vậy thì chúng ta đã được biết rồi, 10 đến 20 triệu nếu như bài viết nào hay, ít nhất là 10 triệu và hay nhất là lên đến gọi là 20 triệu một bài viết hoặc là một video. Như chúng ta có thể thấy là số tiền nó rất là khủng. Những cái tiền này thì nó nằm ở từ đâu ra, có phải là những cái thành phần hay tổ chức nào hay không, hay là những mạnh thường quân nào đó thật sự mà yêu quý thì Nga đến mức độ như vậy, tiền khủng như vậy. Thưa các chú anh chị, chỉ có những cái tổ chức thì họ mới có những cái khoản tiền khủng đến như vậy để mà cung cấp cho hàng loạt những cái gọi là cái kênh YouTube mà khác nhau để lên binh vực, lên có tiếng, lên tiếng có thể nói là đi ngược lại với những cái một số các cơ quan chức năng địa phương khắp nơi, từ Long An cho đến gọi là thành phố Hồ Chí Minh và cho đến Bình Dương. Rất là nhiều thứ trong drama này mà chúng ta đã được chứng kiến. Thì hiện tại liên quan đến cái câu chuyện của cô Hằng Ni thì phía cơ quan chức năng vẫn đang gọi là điều tra mở rộng. Chúng ta còn nhớ là trước đó một số những cái thông tin đã đưa ra đó cho rằng Hằng Ni có liên quan đến một cái nhóm nào đó trên Facebook, một nhóm gọi là nhóm mật. Thì ngày hôm nay có lẽ rằng mọi thứ đã quá rõ ràng. Và chúng ta một lần nữa nhớ lại những cái câu chuyện mà bọn Phương Hằng đã từng chia sẻ. Tụi nó là một ổ nhóm phản động gồm có luật sư, nhà báo và một cái số các cá nhân mà có tư tưởng bị lôi kéo kích động vào. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng rồi, báo chí cũng đã đăng tải những cái tên nhân vật nhà báo. Thì rõ ràng những lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng là hoàn toàn chính xác, và cho thấy rằng đây là một tín hiệu vô cùng tích cực, vô cùng tích cực đối với bà Nguyễn Phương Hằng trong thời điểm hiện tại, thưa cô chú anh chị. Bởi vì các nhân vật mà bà ấy chửi mắng thì toàn là gì? Ăn cướp, ăn giật, rồi nào là lừa đảo, là phản động. Thì có phải là bà ấy đã làm được rất nhiều thứ, mặc dù là quên cả bản thân mình, để ngày hôm nay cũng đã phải bị vướng vào vòng lao lý. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là những cái vấn đề, những cái gọi là cái điều tích cực mà bà ấy đã để lại cho đất nước, cho gọi là xã hội. Thưa quý vị,
không biết rằng quý vị đánh giá như thế nào về những cái tên như bà Thanh Nguyên vừa mới chia sẻ. Mong rằng mỗi ý kiến đóng góp để lại cho phần video để Thanh Nguyên có thể tham khảo hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.